Bà Thanh, đây mẹ với bà ngoại con á, bà Thanh á, đang mệt á, được không? Thằng này nó tự nhiên ghê. Cái này đâu sao đâu. Con thấy qua rồi. Con đi sợ rồi, cái nào bứng là con làm. Mai mốt mà. Từ từ sợ không? Bây giờ tắm được đi con, tắm. Đâu tắm chi ngoài sáng. Rồi bây giờ đi ăn cái gì? Thôi mì quảng thì mì quảng đi nhé, cứ kệ đi. Rồi đi, năm chữ ly na sao con mình. Nó coi. Rồi, coi nó đi. Về là nó mở tủ. Rồi. Nó coi thử cái gì trong đó. Thêm về bị đi nha. Nha. Đây bây giờ anh đúng là Mỹ tự nhiên gớm luôn. Về tới nhà là mở tủ chắc liền. Coi thử có gì không, có gì không? Ở dưới kia mới có. Rồi, nó mở ra coi thử có vàng hay có gì. Đó, đồ mai mốt là anh quạt sẵn nha anh. Không sắm dễ nha. Nó kiểm soát giùm. Hộp con à, hộp con nè. Cái hộp của con dưới kia. Mới, ngày qua mình hồi mới mua. Mua mới đẹp lắm. Nếu Phương Anh nó bỏ vô cho Lina Solomon em. Bỏ password chữ Lina Solomon vô. Bố đưa Phương Anh nó bỏ vô cho. Bố đưa Phương Anh nó bỏ wifi vô cho. Con đã bỏ rồi đó. Password là Lina Solomon. Bây giờ có. Bỏ vô rồi mà đâu có được. Ở đâu? Con vô được hả? Ở đâu? Đây, xuống bàn á. Đi. Đây là xuống. Coi chừng nha boy. Bên này bàn vòng, bên này là ăn nè. Dạ. Rồi đi ngoài đi. Giờ mình đi ăn nè. So the man, where you sleep, sleep and go out for lunch. Okay? When your shoe. Nhà xuống ngoài kia. Rồi hôm nay đi dược nha. Ông anh có biết nha. Dược quá đó. Trên trong gì cái. Còn đây còn bên nào cái. Bao sáng này tao bắt cái chân cái. Đâu ở đâu mà bị bắt ở đâu? Hả? Ở đâu? Đây, ở nhà. Tao nói mai tao đi đám cưới đi. Trời ơi. Rồi. Thôi đi, đi. Rồi ra mang đi. Anh cho anh đi. Đây, ngon nè. Rồi. Ngon ghê lắm á. Đây, cái con này mới ra. Này. Việt Nam mà ngon lắm. Cảm ơn bà cố đi. Đây nè, cái hộp này nè ngon lắm nè. Nói sao boy? Con nói sao? Cảm ơn ai? Đây mình đi ăn đi. Rồi đi coi. Đi. Đi ra mang vé. Đi ăn không quay về chơi. Đi. Đi. Đi bà cô. iPad của con. Không đây iPad. Ra ngoài đó nó không ở ngoài đường không có wifi đâu, không có chơi được đâu con. Đi ăn không quay về chơi. Chị khỏi phải đem báo làm gì hả? Chị muốn đem thì chị đem. Chị muốn đem. Còn